chấn động, thần đồng tiên tri hé lộ sự thật tuyệt vời. Tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, lộc trời ban xuống, trúng quả cực to, đúng 6 tháng cuối năm 2024 âm lịch, phát tài giàu có nhờ tránh được 4 điều đại kỵ này. Đôi vai gồng gánh đất trời, tiền tài sự nghiệp một đời vang danh, thất bại có cũng qua nhanh, cửu thiên ban phước an lành ấm no, lộc trời của quý nhân cho. Nhâm Tý năm liệu bảy lo mới hào, dù cho lội suối vượt đèo, chín phần vượng phát đi theo suốt đời, công danh sự nghiệp rạng ngời, an nhiên phát lộc muôn đời ấm no. Có duyên biết mệnh, Nhâm Tý sinh năm 1972, bất ngờ nhận lộc thần tài, tiền vàng ùn ùn kéo đến, giàu sang chạm nóc. Quý vị tín chủ thân mến, con người chúng ta bất kể là ai cũng mong mình và người thân sẽ được số mệnh hậu ái, giàu sang, hạnh phúc và an bình là ba thứ ai ai cũng truy cầu, theo đuổi trong cuộc đời này. Thế nhưng, mẹ tạo hóa sinh ra lại hay thử thách con người, mỗi người sinh ra đều được xếp vào một cung mệnh khác nhau, ngày tháng năm sinh khác nhau, sao hạn khác nhau, cho nên bát tự vận mệnh cũng sẽ khác nhau, khi thời vận không thông thì mọi mong cầu chỉ như muối bỏ bể. Luận theo tử vi số mệnh cuộc đời, thì trong số 12 con giáp thì bản mệnh tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, năm nay bước sang tuổi 53, chính là con giáp có vận số biến động khôn lường ứng với hai chữ số kiếp. Nếu xét theo vận trình cả đời, thì vận mệnh của tuổi này vào thời trẻ rối như tơ vò, sự nghiệp sắp về đích thì bị tắc nghẽn, công danh tối tăm, tiền bạc như nằm trên đống lửa, sức khỏe thì bất ổn, gia đạo cũng nhiều điểm báo xấu. Nhưng thầy tử vi cũng dự báo, bản mệnh vẫn có những điểm sáng bất ngờ trong vận trình do bản mệnh được thần Phật phù trợ. 52 năm qua Nhâm Tý là con người lương thiện, nhân hậu, sống tích phúc tích đức, giờ là lúc hưởng thành quả. Đặc biệt là trong 6 tháng cuối năm 2024 sắp tới, vận trình của tín chủ sẽ như vàng rơi lá rụng mùa thu, như hoa nở mùa xuân, phất lên như vũ bão, tiền bạc ùn ùn kéo về, sự nghiệp có quý nhân giúp sức, tiền bạc có thần tài ban lộc, gia đạo có vợ có chồng, có con cái cùng vun vén, sức khỏe từ đó cũng tốt hơn rất nhiều. Nếu tránh được 4 điều cấm kỵ này, thì cuộc đời của Nhâm Tý sẽ sung sướng từ nay tới cuối đời. Vậy, vận trình tử vi trên các phương diện sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình duyên gia đạo của tín chủ tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972 từ tháng 6 đến tháng 12 âm lịch sẽ ra sao? Các bậc thầy tử vi có tiết lộ 4 điều cần tuyệt đối tránh nào cho con giáp này để tránh tai ương đắc phúc, đón lộc hậu vận giàu có? Tất cả sẽ được Từ Minh Đường tử vi bật mí ngay sau đây. Trước tiên, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về những đặc trưng phân biệt về người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Yếu tố thuộc nhóm cây xanh, hướng bắc, màu sắc xanh đậm, cực dương, đá quý, gan nét, số may mắn 11, số thứ tự đầu tiên mùa, mùa đông, tháng 12, đồng minh, rồng, thủy, kẻ thù, ngựa, ứng với tử vi phương Tây, nhân mã. Theo tử vi chiêm tinh học phương Đông, những bạn tuổi Tý là những người thuộc vị trí đầu tiên trong biểu đồ chiêm tinh học. Với người phương Đông, chuột là biểu tượng của sự thông minh và giàu có. Người Việt Nam quan niệm rằng chuột tượng trưng cho ý chí và lòng dũng cảm. Con vật này có thể tích lũy cho mình một lượng lương thực lớn bằng sự nhanh nhẹn, mưu trí. Những người tuổi Tý thường là người tiên phong dẫn đầu trong công việc, họ có tài lãnh đạo và luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, sáng tạo khi làm việc tập thể, họ sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình. Họ sẽ không bao giờ hứng thú với những công việc nhàm chán, đơn giản, tuổi Tý muốn thử sức mình trong những lĩnh vực khó khăn khắc nghiệt hơn. Họ dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị, nếu như không có hai thứ đó, cuộc sống của tuổi Tý tưởng chừng như không còn ý nghĩa. Những người này sẽ đầy nhiệt huyết, tận tâm hết mình khi ở một vị trí cao, tổ chức, lãnh đạo người khác mới là công việc đem lại cho họ sự hứng thú. Chỉ cần là lĩnh vực tuổi Tý yêu thích, họ sẽ cố gắng phát triển, thể hiện tài năng của bản thân và quyết tâm đem về cho mình sự thành công. Càng khó khăn, gian nan, người này càng kiên trì, tỏa sáng. Họ không những được mọi người yêu quý, mà còn khiến ai ai cũng kính trọng nể phục tài năng của mình. Nhờ đó mà có rất nhiều tuổi Tý là người thành công, có vị trí cao trong xã hội. Những người này sống giàu tình cảm, họ yêu thương, quan tâm chăm lo hết mực cho gia đình của mình. Dù rất bận với công việc nhưng họ luôn biết cách sắp xếp thời gian để bên cạnh gia đình, tận hưởng không khí ấm áp hạnh phúc. Tuổi Nhâm Tý mệnh mộc ngay từ thuở nhỏ đã có cuộc sống khó khăn, chịu nhiều thiệt thòi, khi lớn quyết tâm xây dựng sự nghiệp đi lên từ hai bàn tay trắng. Nữ mạng tuổi này cả đời hà tiện, dành dụm chăm lo cho gia đình, con cái. Người tuổi Nhâm Tý mệnh mộc thẳng thắn, thật thà và không thích ưa nịnh, lợi dụng người khác. Họ cố gắng bắt đầu từ những điều đơn giản cho tới phức tạp, kiên trì, chăm chỉ đã giúp cuộc sống của họ thành công.
ổn định và giàu có. Họ là người sống ở hiện tại nhưng luôn lo lắng cho tương lai phía trước, không bao giờ hưởng thụ, ham chơi quá đà. Ngược lại, tuổi Nhâm Tý mệnh mộc hết sức nỗ lực, chăm chỉ phấn đấu dành dụng của cải để cuộc sống về sau sung sướng an nhàn hơn. Xem tử vi 2024 Nhâm Tý theo can chi, ngũ hành. Xét về thiên can, Nhâm gặp giáp bình hòa, vận khí dần đi vào ổn định, cuộc sống ít biến động hơn. Xét về địa chi, Tý gặp thìn lâm cục diện nhị hợp thái tuế, vận khí cát lành bao phủ, tinh thần phấn khởi, tình cảm thăng hoa, tiền bạc khá dồi dào, công việc làm ăn khá suôn sẻ. Xét về ngũ hành, bản mệnh và lưu niên tương sinh, gia đạo hài hòa, tình cảm bền chặt, có tin năm trong gia đình như việc cưới hỏi của con hoặc thêm nhân đinh. Tiểu kết, xét về mối tương quan can chi ngũ hành, tử vi tuổi Nhâm Tý năm 2024 rất tốt, ví như gặp thiên thời địa lợi, tốt cho mở rộng làm ăn, tăng cơ hội thăng tiến, tiền bạc ngày càng dồi dào với nhiều nguồn thu. Người tuổi Nhâm Tý chạy đôn chạy đáo ở năm Quý Mão, tuy vất vả nhưng tất có ngày thành công, bước vào năm Giáp Thìn. Người tuổi Nhâm Tý có sao Hồng Loan vinh hiển, cho nên rất thuận lợi về việc tình ái, hôn nhân, đại lợi khi kết hôn. Ngoài ra, vào năm Giáp Thìn người tuổi Nhâm Tý còn được vì sao may mắn thái tuế chiếu tỏa, cho nên nam giới đại lợi nhuận về nhân duyên. Tuy năm Giáp Thìn người tuổi Tý có sao Cát Giá Lâm, nhưng lại bị ba vì sao xấu chặn, cho nên không tránh khỏi những lo lắng về cuộc sống hàng ngày và cuộc sống tinh thần. Nói chung, người sinh năm 1972 có thế vận tương đối tốt, có thể sáng nghiệp vào năm Giáp Thìn. Về phương diện tài vận vào tháng 6, từ 7 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8, tháng 8, từ ngày 8 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10 và tháng 11, từ ngày 7 tháng 12, ngày mùng 5 tháng 1 năm 2025, dương lịch, thuộc năm Giáp Thìn, người tuổi Nhâm Tý có cơ hội làm giàu, nhưng quan hệ giao tiếp hay có những điều ra tiếng vào. Năm Giáp Thìn, những người tuổi Tý 1972 đều có tài vận, những người sinh Nhâm Tý luôn luôn vui vẻ, vì năm Giáp Thìn là năm hôn nhân, năm thêm người. Cũng là năm vui vẻ của tuổi Nhâm Tý, nhưng cũng là năm thị phi của tuổi Nhâm Tý, cho nên bản mệnh cũng cần dùng quan hệ nhân thế để xoay chuyển thế cục, cần đề phòng bảo vệ thân thể. Tóm lại vào năm Giáp Thìn, người tuổi Nhâm Tuất may rủi đều có, bắt đầu có chuyện tình ái hay có thêm con, vợ chồng có thể bất hòa nên cần nhẫn nhịn một chút. Nếu làm nhiều việc thiện thì sẽ thuận buồm xuôi gió, chỉ có may mắn chứ không có rủi ro, và 6 tháng cuối năm được dự báo là thời điểm rực sáng bùng nổ tài lộc. Cát khí vượng thiên của Nhâm Tý, nếu con giáp này nắm được vận trình của mình trong 6 tháng này chắc chắn sẽ đổi vận, cuộc sống lên hương, giàu bất thình lình trong năm 2024. Tổng quan tử vi 6 tháng cuối 2024 tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Tử vi tuổi Nhâm Tý trong 6 tháng cuối năm Giáp Thìn 2024 được dự đoán sẽ gặp nhiều may mắn thuận lợi, các phương diện trong cuộc sống có sự phát triển mạnh mẽ. Người tuổi Nhâm Tý có khả năng sẽ tìm được cho mình hướng đi tốt đẹp trong con đường công danh sự nghiệp và tình yêu hôn nhân. Mọi thứ bạn làm từ nhỏ đến lớn đều dần thu được lợi ích, do vậy bạn nên giữ cho tâm trí mình cởi mở tích cực để đón nhận vận may đến với mình. Xem tử vi 2024 tuổi Nhâm Tý cho thấy, thời điểm may mắn nhất trong năm Giáp Thìn 2024 đối với người tuổi này sẽ là vào tháng 6, tháng 8 và tháng 11 âm lịch, nửa cuối 2024 sẽ là năm để bạn tỏa sáng, nắm bắt nhiều cơ hội xuất hiện trong cuộc sống. Về công danh sự nghiệp, bạn sẽ được đón nhận rất nhiều vượng khí, được quý nhân giúp đỡ đưa ra lời khuyên chuyên môn. Để tuổi Nhâm Tý hoàn thành các mục tiêu, năm nay tuổi Nhâm Tý gặp phải cục diện hình thái tuế và là năm thứ hai nằm trong vận hạn tam tai, nên cuộc sống sẽ có những thay đổi lớn và nếu có thể vượt qua tất cả khó khăn nỗ lực kiên trì thì bạn sẽ được đánh giá rất cao. 6 tháng cuối năm 2024 tuổi Nhâm Tý có vận khí nhân duyên rất tốt, vì thế nếu mở rộng các mối quan hệ xã hội sẽ giúp bạn phát triển các dự án kinh doanh mới tốt hơn. Ngoài ra, bạn còn có cơ hội cải thiện về trình độ nghề nghiệp, thăng tiến trong công việc và nâng cao địa vị xã hội nhờ biết cách bạn tạo lập cho mình một danh tiếng tốt. Trong nửa cuối năm nay, người tuổi Nhâm Tý phải cẩn trọng trong ứng xử hàng ngày, dĩ hòa vi quý thì mọi việc sẽ thuận lợi hanh thông. Về sự nghiệp công danh, 6 tháng cuối năm Giáp Thìn, người tuổi Nhâm Tý sẽ nhận được vượng khí trong mọi hoạt động công ty hay kinh doanh. Bạn có lợi nhuận tài chính một cách bất ngờ đến từ nhiều nguồn thu khác nhau. Nửa cuối năm 2024 tuổi Nhâm Tý sẽ có được những thành tích tuyệt vời. Nếu là người lãnh đạo, bạn sẽ thấu hiểu cấp dưới của mình và giúp cho mọi vấn đề trong công việc được giải quyết thấu tình đạt lý.
Tử vi sự nghiệp 6 tháng cuối năm 2024 của người tuổi Nhâm Tý báo trước rằng bạn có thể có sự chuyển đổi nghề nghiệp sang một lĩnh vực mà bạn đam mê hơn. Thời điểm cuối năm này sẽ giúp bạn khám phá và thử thách bản thân, nên thích nghi và nỗ lực vì những điều tốt đẹp hơn. Vận may và lời khuyên về phong thủy cho tuổi Nhâm Tý năm 2024 để gặp nhiều may mắn trong cuộc sống vào năm 2024. Người tuổi Nhâm Tý có thể xem ngày xuất hành, chọn ngày lành tháng tốt và lựa chọn hướng Nam, Đông Bắc sẽ rất thuận lợi. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo về các màu sắc phong thủy hợp tuổi, hợp mệnh cho tuổi Tý năm này sẽ là màu thuộc hành thổ, vàng, nâu đậm. Những tháng thuận lợi nhất theo tử vi năm 2024 của người tuổi Nhâm Tý sẽ là các tháng 7, tháng 8 và tháng 10, 11 âm lịch. Đây sẽ là thời điểm tốt để bạn triển khai những kế hoạch có hiệu quả cho công việc cuộc sống. Về tài chính 6 tháng cuối năm 2024, người tuổi Nhâm Tý thu về được nguồn tài lộc thịnh vượng và dồi dào. Nhờ vào bản lĩnh dám thử sức mình, tín chủ sẽ đầu tư vào các dự án có lợi nhuận và kiếm được tiền dễ dàng. Bên cạnh việc tiếp tục làm việc chăm chỉ và sử dụng tốt nguồn tài chính của mình, không mảy may lãng phí để tránh thất thoát tài sản. Về chuyện tình duyên gia đạo, 6 tháng cuối năm Giáp thì sẽ thuận lợi cho người tuổi Nhâm Tý. Nếu bạn đã kết hôn, bầu không khí giữa hai vợ chồng sẽ rất tình cảm, thanh thản, đối phương sẽ làm mọi cách để bạn được hạnh phúc. Nếu bạn độc thân, hãy để đam mê tình yêu dắt lối. Ngoài ra, bạn cũng sẽ cần phải kiên nhẫn bởi chỉ tới cuối năm 2024 hoặc đầu năm 2024, bạn mới có thể có một cuộc gặp gỡ thú vị với nhân vật đặc biệt nào đó. Sao Cát Tường Hồng Loan chiếu cố có thể giúp bạn gặp được đối tượng ưng ý và nên duyên vợ chồng. Năm 2024 tới, tuổi Nhâm Tý tương hợp nhất với Bính Thìn và Thân. Sự kết hợp dưới những cung hoàng đạo này sẽ đem lại kết quả là một mối quan hệ rất tốt đẹp, ngay cả đối với hôn nhân hay kinh doanh. Cùng nhau họ sẽ tận hưởng thành công, hạnh phúc và thịnh vượng. Cần lưu ý, ý không hợp với Ngọ, cay đắng và ác cảm có thể xuất hiện do hai phía không có quá nhiều điểm chung. Về sức khỏe, tuổi Nhâm Tý 6 tháng cuối năm nay có một tình trạng sức khỏe tốt, năng động, khỏe khoắn suốt năm do được các sao tốt lành là thiên phú che chở. Tuy nhiên, nếu bạn vốn yếu, nên chú ý chăm sóc bản thân, đặc biệt là các cơ quan nhạy cảm nhất đối với người tuổi Nhâm Tý là dạ dày, máu huyết. Trong năm, người tuổi Nhâm Tý có thể trở nên căng thẳng, hung hăng, tất cả những điều này có thể dẫn đến sự tích tụ căng thẳng lớn. Do đó, các bài tập thể chất nhằm giải tỏa hệ thần kinh rất có lợi cho những người tuổi Nhâm Tý vào cuối năm 2024 này. Tổng kết những điều tuổi Nhâm Tý nên chú ý trong 6 tháng cuối năm 2024, sự may mắn là những gì sẽ đến trong hầu hết các phương diện cuộc sống của người tuổi Nhâm Tý trong 6 tháng cuối năm nay. Nửa cuối năm 2024 là thời điểm chuyển tiếp, thời điểm tốt nhất để bạn có những thay đổi tích cực. Tử vi 2024 tuổi Nhâm Tý báo trước rằng bạn nên chú ý loại bỏ những thứ tiêu cực có thể cản trở bạn tiến bộ và phát triển, thay vào đó hãy tập trung vào việc phát triển cuộc sống của bạn. Dự đoán tử vi 6 tháng cuối năm 2024 tuổi Nhâm Tý có lời khuyên rằng bạn nên nhìn vào bên trong bản thân mình và thực hiện những việc khiến bạn cảm thấy hạnh phúc. Hãy vạch ra cho mình một con đường để có thể sống một cuộc đời hạnh phúc và viên mãn. Năm nay, bạn sẽ phải học cách trao cho người khác cơ hội và sự chú ý, quan tâm, định hướng, thay vì việc chỉ tập trung vào bản thân mình và những thứ giúp bạn thăng tiến. Tiếp theo là tử vi chi tiết từng tháng của người tuổi Nhâm Tý 1972 trong 6 tháng cuối năm 2024. Tử vi tuổi Nhâm Tý 2024 tháng 6 âm lịch. Theo luận tử vi tuổi Nhâm Tý 2024, vào tháng này dễ gặp nhiều áp lực, căng thẳng trong công việc, dễ bị tiểu nhân chọc gậy bánh xe trong công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, nếu có sự khéo léo trong việc xây dựng các mối quan hệ, thì sẽ gặp được sự hậu thuẫn lúc cần thiết nhất và được quý nhân nâng đỡ hỗ trợ. Trong tháng có tử vi cát tinh chiếu rọi vượng quý nhân, con giáp này có thể được cấp trên trao cho cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Song nếu bản mệnh không biết cách nắm bắt cơ hội thì có khi lợi lại hóa thành hại. Theo tử vi 2024, cục diện Tý Mùi tương hại khiến cho con giáp này trở nên nóng tính, có những suy nghĩ mang tính cực đoan, không hề thích hợp chút nào với người đang trong giai đoạn thử thách. Như bản mệnh cạnh tranh là điều không thể tránh khỏi, song con giáp này cần cố gắng dĩ hòa vi quý, đừng có bốc đồng mà gây mâu thuẫn ở nơi công sở. Dù bạn buông lời trách móc đồng nghiệp hay bất mãn với cách làm việc của cấp trên thì cũng đều trở thành vật cản trên chính con đường tiến thân của mình mà thôi, đừng trông chờ quá nhiều vào sự giúp đỡ của người khác. Trong tháng 6 âm lịch này đòi hỏi tuổi Nhâm Tý phải tự lực cánh sinh, bạn càng thể hiện được sự chủ động và độc lập của mình thì khả năng thành công lại càng cao.
Bước sang tháng 6 này, người tuổi Nhâm Tý chịu nhiều áp lực của cục diện tương hại, nên tinh thần có phần dễ bị kích động, khó giữ được bình tĩnh và sáng suốt. Điều này sẽ tác động trực tiếp lên vận trình tài lộc của con giáp này. Bản mệnh cứ nghĩ phải tiết kiệm, nhưng lại tiết kiệm không phải lối, cuối cùng thành ra còn tốn kém hơn gấp nhiều phần. Chẳng những tốn tiền ở đó, con giáp này còn xui xẻo đến độ dễ mất tiền vào những chuyện không đâu, như va chạm với người khác hay làm hỏng đồ của người ta nên mất tiền đền bù. Lại thêm cả chuyện đi lại trên đường không chú ý vi phạm giao thông, bị công an phạt tiền nữa, đủ chuyện khiến cho tuổi Nhâm Tý trong tháng 6 âm này mất tiền hao của. Cũng may có thực thần chiếu mệnh nên vẫn còn có cơ hội mà kiếm thêm đồng ra đồng vào, tuy tiền bạc suốt ngày ra đi, nhưng cũng không đến mức túng thiếu vay mượn nợ nần khắp nơi. Tháng này nguyệt lệnh lâm đất trường sinh, mang tới hỉ khí cho chuyện tình cảm, bản mệnh có chỗ dựa tinh thần vững vàng, gia đạo yên ổn nên có thể tập trung phấn đấu cho sự nghiệp, công cuộc kiếm tiền làm giàu. Tử vi tuổi Nhâm Tý 2024 tháng 7 âm lịch. Tử vi tuổi Nhâm Tý năm 2024 cho biết tháng 7 âm lịch là thời điểm thích hợp để đầu tư kinh doanh, công việc thăng tiến thuận lợi. Nếu nắm bắt cơ hội có thể được tiến cử đề bạt, với những người đang trong quá trình tìm việc cũng sớm sẽ tìm được công việc như ý và nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công. Mặc cho đây là tháng cô hồn, tháng đầy sự xui rủi theo quan niệm dân gian, tuổi Nhâm Tý vẫn đạt được những thành tích rực rỡ xứng đáng với nỗ lực bạn đã bỏ ra. Nhờ sự xuất hiện của cục diện tam hợp thái tuế, lại thêm nguyện lệnh lâm đất thai, những chú chuột đang bước vào giai đoạn ổn định khi mọi khó khăn đều đã được giải quyết ổn thỏa. Các kế hoạch đều tiến triển theo đúng tính toán của bản mệnh, vận trình hanh thông đầy hứa hẹn. Với những biểu hiện xuất sắc của mình, con giáp này có thể sẽ được cấp trên giao phó thêm trọng trách, hãy nỗ lực thể hiện bởi đây là cơ hội để bạn thăng tiến đấy. Các mối quan hệ xã giao trong tháng này cũng rất hài hòa và tốt đẹp, bản mệnh có thể dễ dàng kết thêm bằng hữu, mở rộng mạng lưới bạn bè, tăng cơ hội gặp quý nhân. Đi đâu cũng sẽ có người giúp đỡ, không lo đơn thương độc mã, nhân đà này bản mệnh cũng nên tận dụng sức mạnh tập thể để gặt hái thành công lớn hơn. Tuy nhiên, cây càng cao thì gió càng lớn, bạn vẫn nên có sự đề phòng sự đố kỵ, cố tình gây bất lợi của những kẻ ghen ghét bên cạnh, cạnh tranh trong tháng không thể thiếu nhưng đừng quá lo lắng. Chính quan sẽ giúp bạn dùng chính bản lĩnh, sự lanh lợi của bản thân cộng thêm chút may mắn về thời vận, bản mệnh đủ tỉnh táo và sáng suốt để xử lý mọi việc đâu ra đó. Thu về kết quả khả quan, nên nhớ bạn càng chủ động sẽ càng tận dụng được lợi thế. Chính vì vậy, tuổi Nhâm Tý hãy cứ mạnh dạn mưu sự lớn, bởi tỷ lệ thành công sẽ khá cao. Về phương diện tài lộc, bán hợp giúp các kế hoạch hợp tác làm ăn của con giáp này diễn ra nhẹ nhàng, nhiều chuyển biến tích cực. Nhờ các mối nhân duyên tốt đẹp trong tháng, hầu hết các cơ hội tiền bạc của bản mệnh đều đến từ người xung quanh. Với những người làm việc về kinh tế, làm chủ, thì bạn sẽ củng cố vững chắc hơn cho khối tài sản của mình nhờ mối làm ăn thân thiết. Cần chú ý, tháng này nguyệt lệnh lâm thai, lại thêm đang là tháng cô hồn, bạn tốt nhất nên duy trì hoạt động buôn bán, kinh doanh đã có sẵn ở hiện tại. Thời điểm này không thích hợp khởi nghiệp hay mở rộng đầu tư để tránh vận xui ập đến khiến tiền bạc hao tổn, nên giữ nguyên trạng thái cũ sẽ tốt hơn. Những kế hoạch đang trong đà ý tưởng vẫn nên có sự tính toán cẩn thận, nung nấu đường đi nước bước thật kỹ càng, chờ cơ hội phát lộc trong cuối tháng hoặc để hẳn sang tháng sau. Phương diện tình cảm cũng không có điều gì đáng lo ngại, gia đạo bình ổn, sóng gió nào cũng sẽ qua khi hai vợ chồng đồng lòng giải quyết. Vận đào hoa của người độc thân dần vượng nên chủ động hơn trong các mối quan hệ xã giao, sẽ tăng cơ hội gặp được người phù hợp. Tuy nhiên, bạch hổ hung tinh án ngữ gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh, tuổi Nhâm Tý cẩn thận trọng kẻo gặp họa huyết quang, tai nạn bất ngờ, làm gì cũng cần phải cẩn thận, nhất là khi tiếp xúc với những vật sắc nhọn và có tính sát thương cao. Tử vi tuổi Nhâm Tý 2024 tháng 8 âm lịch. Vào tháng 8 tới, người tuổi Nhâm Tý sẽ đón nhận những cơ hội mới về sự nghiệp, nếu càng chăm chỉ và tự giác, thể hiện được trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ thì sẽ gặt hái được nhiều thành quả như mong muốn. Con đường sự nghiệp được lâm quan trợ sức, thêm phúc tinh cao chiếu, quý nhân phù trợ, thăng tiến cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Con giáp này khá chủ động xử lý những vấn đề còn tồn đọng trước đó, giải quyết được những chuyện khiến cấp trên không khỏi đau đầu trước đó. Thành quả thu về giúp cho tuổi Tý nhận được đánh giá khá tốt từ phía lãnh đạo. Thiên đức cát tinh sẽ luôn ở bên hỗ trợ, giúp cho con giáp này nhanh chóng thoát khỏi được trở ngại phía trước. Tất nhiên, năng lực cá nhân của tuổi Nhâm Tý vẫn là yếu tố then chốt, bởi tỷ kiên khẳng định rõ lập trường của con giáp này, làm gì cũng quyết đoán và dứt khoát vô cùng. Có thể ban đầu bản mệnh sẽ vấp phải một số sự ngăn cản, chỉ trích, nhưng thời gian sẽ chứng minh tất cả. Bằng thành quả mình gặt hái được, tuổi Nhâm Tý chứng minh cho tất cả mọi người không còn nghi ngờ gì về năng lực của bản thân nữa.
Tử vi tuổi Nhâm Tý về tài lộc tháng 8 âm nhắc nhở, con giáp này cần phải chi tiêu tiết kiệm, thận trọng khi đưa ra những quyết định lớn liên quan đến tiền bạc, bởi có thể tiền từ túi bạn đi ra, nhưng sẽ chẳng quay trở lại. Bản mệnh trong thời điểm này sống khá lý trí, nhưng con người ai cũng có thể mắc sai lầm, đừng chủ quan mà lúc giật mình tỉnh ngộ thì cũng đã muộn màng. Âm sát hung tinh cho thấy có dấu hiệu gian trá, lừa lọc trong lời nói của những người xung quanh bạn, không phải tất cả mọi người đều đáng nghi. Song bản mệnh nên lưu tâm, khi có người hỏi vay mượn tiền bạc, để tránh vừa mất tiền lại vừa mất cả tình, mọi chuyện đều có nguyên do của nó. Đừng ngại tìm hiểu và cũng đừng ngại nói lời từ chối, khi cần hãy học cách nói không, nếu bạn không muốn mình lúc nào cũng bị người khác lợi dụng cho mục đích của riêng họ. Chuyện tình cảm sẽ có tín hiệu tích cực, dễ gặp được người khác phái khiến bản thân nể trọng và sinh thiện cảm, tạo nên mối liên kết bền lâu và có thể tiến xa. Tuy nhiên, sức khỏe sẽ có dấu hiệu giảm sút và dễ gặp các vấn đề về hệ tiêu hóa, nên cần đặc biệt lưu ý. Tử vi tuổi Nhâm Tý 2024 tháng 9 âm lịch. Tử vi tuổi Nhâm Tý 2024 cho thấy, sự nghiệp trong tháng 9 này sẽ gặp nhiều khó khăn, dễ vấp phải nhiều sự cạnh tranh gay gắt đến từ đối thủ. Những hành động thiếu suy nghĩ có thể khiến bạn chuốc lấy nhiều phiền phức, đặc biệt, người tuổi Nhâm Tý nên giữ một cái đầu lạnh, để có thể suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, không nên dính vào chuyện thị phi để tránh những rắc rối không đáng có. Phương diện sự nghiệp của tuổi Nhâm Tý trong tháng mới đối mặt với không ít thách thức, mọi thứ dễ chệch khỏi quỹ đạo ban đầu, khiến bạn rất vất vả để điều chỉnh lại như mong muốn. Chịu tác động từ nguyệt lệnh Lâm Tử, hung vận khá lớn, vận khí giảm sút, làm việc không tập trung rất dễ phạm sai lầm, bản mệnh được khuyên làm gì cũng phải tính toán cẩn thận, dòm trước ngó sau, chớ nên vội vàng, bất chấp hậu quả mà có ngày rước họa vào thân, có nhiều vấn đề bạn cần đào sâu gốc rễ để tìm hiểu. Đừng chỉ nhìn vào bề nổi một cách qua loa hời hợt, mà bỏ qua điều cốt lõi, những khó khăn xảy đến cùng lúc có thể khiến tinh thần làm việc uể oải, chán trường, bạn nên tự chấn chỉnh bản thân, tránh lối làm việc tùy hứng, thích thì làm, không thích thì bỏ, mới tránh được thất bại. Tháng này, còn có cả thiên cầu hung tinh chiếu mệnh, điềm báo về cạnh tranh, tiểu nhân gây khó dễ, con giáp này chớ nên chủ quan, để lộ sơ hở cho tiểu nhân nắm thóp, nhìn chung đây không phải là một tháng có thể đưa ra hành động vội vàng, rất dễ dẫn đến những hậu quả khó lường. Tháng 9 năm 2024 âm lịch được coi là tháng tài vận của tuổi Nhâm Tý không có nhiều biến động, các khoản thu chững lại, túc tắc làm ăn thì vẫn có thêm thu nhập. Nhưng nếu muốn phát tài thì chưa phải thời điểm này, nhìn chung, phương diện tài chính nếu có thể duy trì ở mức ổn định đã có thể coi là may mắn. Tháng này bạn nên tập trung vào những việc đang tiến hành dang dở, không nên mở mang quá nhiều, khi vận khí bất ổn có thể khiến kế hoạch đổ bể nửa chừng, gây hao tài tốn của. Đừng quên nguyệt lệnh Lâm Đất Tử, nếu có đầu tư, kinh doanh, nên tiến hành ở quy mô nhỏ, tránh hùn quá nhiều vốn cùng lúc kẻo không thu hồi được vốn liếng, mà còn mất thêm các khoản tích góp sẵn. Có người kinh doanh nên tập trung hơn cho chất lượng sản phẩm, đừng chỉ mải mê chạy theo trào lưu, bởi trào lưu chỉ có tính nhất thời. Đầu tư ồ ạt sẽ dễ dẫn tới tình trạng tồn đọng, hàng hóa dư thừa, trong khi đó, chất lượng bền vững mới là thứ để níu chân khách hàng lâu dài. Vấn đề chi tiêu cũng cần được cân đối cho phù hợp với mức thu nhập và mức sống hiện tại. Bạn có thể cắt giảm các khoản mua sắm không cần thiết, giữ tiền trong túi thay vì hoang phí quá đà như trước đó. Tử vi tuổi Nhâm Tý 2024 tháng 10 âm lịch. Tử vi tháng 10 năm 2024 tuổi Nhâm Tý âm lịch cho thấy, từ công việc cho tới tình cảm của bản mệnh khá hanh thông, thuận lợi, mang lại cho bạn một tháng mới an lành, như ý. Tháng này bản mệnh dồn hết tâm sức cho sự nghiệp của mình. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn bày tỏ quan điểm cá nhân đối với đồng nghiệp trong công việc. Điều này sẽ mang lại những kết quả bất ngờ. Tam hội còn mang tới những cơ hội hợp tác thành công để bản mệnh cảm thấy tự tin hơn trong việc ký kết và cùng làm ăn với những người phù hợp, có chung mục tiêu và ý tưởng. Không chỉ có thế, việc tham gia một vài hoạt động ngoài trời sẽ giúp bạn lấy lại năng lượng, biết đâu bạn sẽ nhận ra sức mạnh tiềm ẩn bấy lâu của mình. Trong công việc chuyên môn, bạn sẽ nhận được thử thách mới khá thú vị, một người đồng hành mới sẽ thắp sáng tâm trạng u ám của bạn ở thời điểm này. May mắn là tư duy của bạn cởi mở nên bạn sẵn sàng lắng nghe cân nhắc thêm, chứ không cố tình gạt đi nhanh chóng. Lúc này con giáp tuổi Nhâm Tý sẽ dành phần lớn thời gian để lên kế hoạch chi tiết cho những dự án cá nhân và kế hoạch quản lý tài chính. Bạn sẽ cần phải hạn chế nhu cầu mua sắm các xa xỉ phẩm vì đây là lúc các khoản tiết kiệm và đầu tư nên được ưu tiên. Bên cạnh đó, một vài cơ hội kiếm tiền sẽ đến, vậy nên đừng cho đi tài năng của mình một cách miễn phí. Những gì bạn nổi trội cũng đều có thể kiếm tiền, đừng xem đó là chuyện đương nhiên con giáp tuổi Tý nhé. Thực thần ghé thăm mang lại cho bạn những buổi gặp gỡ ra tiền,
cho dù đang ngồi ăn cũng nghĩ ra những ý tưởng hay ho để thực hiện. Những người bạn cũng có thể là bạn làm ăn trong tương lai nếu hai người cùng chung chí hướng. Bách Việt chủ đào hoa, dự báo vận trình tình duyên rực rỡ của con giáp tuổi Nhâm Tý trong tháng 10 năm 2024 này. Tuy nhiên mức độ vừa phải là đào hoa tốt, thế nhưng với những ai đang có gia đình thực ra lại là cám dỗ, bạn nên tránh xa kẻo gây hại cho hạnh phúc gia đình nhé. Nguyệt lệnh trưng sinh mang lại trái tim hòa ái, nhân hậu cho bản mệnh, tháng này dù có chuyện gì xảy ra cũng không làm bạn suy nghĩ nhiều. Khi bạn biết cho qua mọi chuyện, hơn ai hết bạn biết điều chỉnh cảm xúc của mình để có thể tránh xa những suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng tới cuộc sống. Có nhiều việc lúc này bản mệnh mới có đủ sự bình tĩnh để đánh giá một cách thấu đáo, thậm chí cả việc người khác đối xử không tốt với mình. Nhờ cách tư duy tích cực mà bạn cảm thấy đầu óc của mình rất minh mẫn, sáng suốt, nhờ thế mà các quyết định liên quan đến công việc cũng trở nên thuận lợi và tốt đẹp hơn. Tử vi tuổi Nhâm Tý 2024 tháng 11 âm lịch. Tử vi tuổi Nhâm Tý 2024 cho thấy công việc kinh doanh tháng này không có dấu hiệu khởi sắc, trái lại còn gặp nhiều bất lợi. Đồng thời sức khỏe của người tuổi Nhâm Tý trong tháng cũng không tốt, dễ mắc các bệnh liên quan đến gan, thận, túi mật, ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt thường ngày. Công việc của người tuổi Nhâm Tý chưa có nhiều tiến triển lạc quan vào thời điểm này, nhưng cũng vì vậy mà bạn cần phải nhắc nhở bản thân mình cố gắng hơn, chớ vì công việc dậm chân tại chỗ mà trở nên lơ là, được chăng hay chớ. Do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm tử, bản mệnh cũng trở nên thiếu quyết đoán hơn khi đưa ra các quyết định. Bạn thường xuyên lo lắng mình làm như vậy là nên hay không nên, sẽ đem lại tác dụng gì cũng như có khiến rắc rối nào nảy sinh hay không. Tuy nhiên, chính vì hay lo trước lo sau như vậy mà bạn thành ra chần chừ, do dự, nhiều khi để vụt mất cơ hội đã xuất hiện ngay trước mắt. Vì con đường công danh sự nghiệp không được hanh thông trong khoảng thời gian tháng 11 âm lịch này, nên tốt nhất bạn không nên nghĩ đến những cái đích quá xa xôi, hãy tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình, chờ đợi một cơ hội ghi điểm trong mắt lãnh đạo. Hữu bật cát tinh xuất hiện là dấu hiệu chứng tỏ mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua đi, chỉ cần bạn quyết tâm mà thôi. Nếu trước nay bạn luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp với mọi người, thì trước sau gì cũng có quý nhân tới giúp đỡ, định hướng cho bạn giải pháp thích hợp. Vận trình tài lộc của bạn không có nhiều dấu hiệu phát triển, nguyệt lệnh lâm tử cho thấy tuy bản mệnh thông minh, nhanh nhạy, biết nhận biết đâu là thời cơ, nhưng lại không có được sự quyết đoán để nắm bắt. Khi đứng trước những cơ hội mới, bạn thường lo lắng mình không đủ năng lực nên dễ dàng nhường thời cơ cho người khác. Người làm công ăn lương không có tinh thần làm việc, bạn thường làm việc một cách uể oải, được đến đâu hay đến đấy, nên chất lượng công việc chỉ ở mức đạt yêu cầu, khó có thể gây ấn tượng với ban lãnh đạo. Thái tuế hung tinh xuất hiện cảnh báo, bản mệnh dù bắt tay vào công việc quen thuộc thế nào đi nữa cũng chớ nên chủ quan, coi thường. Chỉ cần bạn bất cần một chút thôi là vẫn có thể để xảy ra những lỗi sai không đáng có, thậm chí phải dùng tiền của mình để đền bù thiệt hại. Tử vi tuổi Nhâm Tý 2024 tháng 12 âm lịch. Tháng cuối cùng của năm, công việc của người tuổi Nhâm Tý sẽ có sự khởi sắc rõ rệt, được sự hỗ trợ của quý nhân, nên tiền bạc được hanh thông và được thăng tiến trong sự nghiệp. Thời điểm cuối năm người tuổi Nhâm Tý trở nên vất vả, bề bộn hơn nhiều, may có nhị hợp tác động. Bạn có thể phân chia được nội dung công việc rõ ràng, do vậy nên dù khối lượng công việc quá lớn, bạn vẫn có thể sắp xếp và thực hiện ổn thỏa. Thêm vào đó, mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè hòa hợp cũng giúp bạn có những ngày đi làm tràn ngập niềm vui và động lực. Đôi bên có thể đồng tâm hiệp lực giải quyết những vấn đề hóc búa, vì vậy mà dù nội dung công việc có khó khăn đến đâu cũng thường được giải quyết một cách nhanh chóng. Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, bạn ắt sẽ nhận được sự khen thưởng của cấp trên. Đây chính là nguồn động lực giúp bạn kết thúc một năm cũ và có chí hướng phấn đấu hướng tới một năm mới rực rỡ hơn. Vận trình tài lộc của người tuổi Nhâm Tý khá đáng kỳ vọng trong thời điểm cuối năm này. Đây là lúc bạn gặt hái thành quả lao động trong suốt một năm trở nên dư giả, cũng là chuyện nằm trong dự kiến. Đối với người làm đầu tư, kinh doanh, các mối làm ăn và hợp tác từ trước đó luôn tiến triển thuận lợi, đem lại cho bạn một nguồn thu nhập ổn định và không ngừng tăng tiến. Đôi bên có thể tin tưởng hợp tác với nhau sâu rộng hơn, tin rằng bạn có thể thu được nguồn lợi càng phong phú hơn trong năm mới 2024. Thiên tài chiếu mệnh cho thấy một vài người còn có cơ hội phát tài nhanh chóng nhờ vào vận may của mình, ví dụ như xổ số, rút thăm may mắn, khoản tiền này có thể giúp bạn dư giả mua sắm trong một thời gian ngắn, cũng có thể giúp bạn có được cái vốn để làm giàu sau này. Quan trọng là khi cầm đồng tiền trong tay, bạn cần có cái kế hoạch chi tiêu, sử dụng sao cho phù hợp. Đừng nên nghĩ đến việc sống dựa dẫm vào những đồng tiền may rủi này, mà hãy chỉ coi đó là bước đệm để bản thân phát triển cao xa hơn nữa trong tương lai. Trên phương diện tình cảm, nhị hợp phù trợ giúp bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi,
Nhân duyên tốt tạo điều kiện để bạn tìm được những đối tượng triển vọng. Nếu còn độc thân, bạn hãy suy nghĩ cởi mở và tích cực hơn, không cần phải quá đa nghi, tự nhốt mình trong thế giới cô đơn của chính bản thân. Hãy cho người khác cơ hội được quan tâm đến mình. Người đã lập gia đình trải qua một tháng êm đềm, vợ chồng biết quan tâm, san sẻ nhiều điều với nhau. Lời nhắc cải mệnh dành cho tín chủ Nhâm Tý trong 6 tháng cuối năm 2024 âm lịch. Đây là 4 điều cấm kỵ mà dù bạn là ai cũng nên tránh nếu muốn có một cuộc sống thanh thản, tự tại, tránh xa được tai ương, họa hại. Điều cấm kỵ thứ nhất, không khoe khoang. Đến một độ tuổi nhất định con người sẽ học được cách không khoe khoang. Chúng ta đều là con người, cuộc sống sẽ không thể mãi thuận buồm xuôi gió. Vì thế đừng tùy tiện đắc ý. Cho dù bạn ở vị trí nào cũng đều không nên khoe khoang tự đắc đến mức vênh váo. Ở đời, bạn càng khoe khoang thứ gì thì sẽ càng dễ mất đi thứ ấy. Vào thời điểm bạn bộc lộ tài năng của mình, đó có thể cũng chính là lúc kẻ khác ghen ghét bạn. Kẻ tiểu nhân thường dễ ra tay vào những lúc bạn đắc ý mà mất cảnh giác nhất. Bởi vậy chúng ta nên học được cách giấu mình. Người đời vẫn thường nói, núi cao còn có núi cao hơn. Muốn cuộc sống bình yên hạnh phúc thì nhớ đừng khoe khoang. Khiêm tốn sẽ giúp bạn bay cao hơn, khiêm nhường sẽ giúp bạn đi xa hơn. Điều cấm kỵ thứ hai, không đòi hỏi quá nhiều. Cuộc đời là một hành trình, từ đầu đến cuối chỉ có mỗi một mình chúng ta phải tự bước đi, tự mình làm việc, tự mình hoàn thành ước mơ. Trong chúng ta có những điểm khiến người đời ngưỡng mộ, nhưng cũng có nhiều điểm còn thiếu sót. Chẳng ai luôn được như ý muốn, cũng chẳng ai sống được dễ dàng hơn kẻ khác. Xưa nay, những phiền muộn và rắc rối ở đời không phải người khác mang đến mà chính thái độ và tâm trạng của chúng ta quyết định. Nếu như chúng ta đòi hỏi quá nhiều, cuộc sống sẽ càng phiền muộn. Nếu như chúng ta quá ganh tị đố kỵ, cuộc sống sẽ càng đau khổ. Mỗi người hãy nên khắc cốt ghi tâm một điều. Sinh mệnh là của chính ta, cuộc sống cũng là của chính ta. Không cần phải chứng minh cho người khác thấy, càng không cần phải so bì cao thấp với kẻ khác. Đừng lãng phí quá nhiều thời gian vì ánh mắt và lời nói của người khác. Hãy sống tốt cuộc đời của mình, cứ kệ người ta nói gì thì nói. Điều cấm kỵ thứ ba, không tranh giành. Năm tháng trôi qua ta trưởng thành hơn và có nhiều trải nghiệm. Đến một độ tuổi nhất định, ta sẽ học được cách không tranh giành. Đời người ngắn ngủi, tranh giành chẳng giải quyết vấn đề gì. Bởi khi nhắm mắt xuôi tay ta cũng chẳng thể mang theo thứ gì. Suy cho cùng thứ gì đã là của bạn thì không phải tranh. Bởi trời đã định, sẵn thứ không phải của bạn dù có tránh cũng không được. Đừng tự làm khó mình, lãng phí thời gian và sức lực chỉ để tranh đoạt với người khác. Điều cấm kỵ thứ tư, không tranh cãi. Khi gặp kiểu người ngang ngược vô lý, lùi một bước là cách để đôi bên cùng yên ổn, cũng là cách để bảo vệ bản thân. Cho dù bạn dùng lý lẽ để tranh cãi thì cũng chỉ khiến mình phiền lòng, mất hứng. Cuối cùng kẻ đó vẫn coi trời bằng vung, thậm chí gây nên ảnh hưởng không tốt đối với cuộc sống của mình. Cổ nhân có câu, 10 người biết điều cũng không thắng nổi một kẻ ngang ngược. Bởi vậy cần gì phải tranh cãi đúng sai với kẻ ngu dốt. Khi giải thích trong tuyệt vọng sẽ khiến bạn nhận ra, khoảng cách giữa người với người là gần ngay trước mắt lại xa tận chân trời. Giữ mồm miệng, không tranh cãi hơn thua là cách bảo vệ tâm hồn mình. Người nói vô tình, người nghe có ý. Hãy tránh họa từ miệng mà ra, đừng gây chuyện thị phi. Đôi khi, sự im lặng mới là thứ âm thanh có sức tấn công mạnh mẽ nhất. Người không nói sẽ dùng nhiều thời gian để suy ngẫm, để quan sát người khác hơn, có thời gian để làm việc trở thành một người trong cuộc sáng suốt. Bởi vậy hãy khép miệng lại tu tâm, yêu thương lấy bản thân. Trong cuộc sống, người không tranh giành mới thực sự là người chiến thắng. Hãy buông bỏ sự tranh cãi, tránh xa những phiền muộn, trốn khỏi những người, những việc tệ hại. Khi có được sự tự tại an nhiên, lòng sẽ luôn thấy vui vẻ. Lúc đến tùy duyên, lúc đi tùy ý, con người đến một độ tuổi nhất định sẽ đạt cảnh giới không tranh cãi. Thản nhiên hòa nhã nói chuyện, bình tĩnh điềm nhiên chấp nhận, mỉm cười ung dung cho qua. Sống ở đời con người cứ lo cho chính mình là đủ. Thay vì thao thao bất tuyệt tranh cãi, hãy cứ im lặng rèn luyện và tu dưỡng, lặng lẽ làm tốt việc của mình, hoàn thiện chính mình, đó mới là việc nên làm nhất. Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết video ngày hôm nay của Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý vị và gia đình an khang thịnh vượng. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.